giảng sư. Trong cuộc sống, một lời khen rất đúng lúc là rất cần thiết và rất tốt. Nhưng khi cứ ban bừa những lời khen để lấy lòng mà những người được khen không có nhiều điều được khen ấy thì có nên không? Dạ, A Di Đà Phật. Khen không đúng người với những gì mà người đó đã đóng góp đó thì không được gọi là khen, mà là a du hay là nịnh hót. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. A du đó là làm cho một người chưa xứng đáng, là mơ màng chiêm bao về những thứ mà họ chưa từng có, chưa từng đóng góp, cho nên đó họ sẽ ngủ quên trên những cái ảo không có thật. Chính vì thế mà đạo Phật rất đối kỵ sự a du, đó là sự đồng lõa. Bây giờ ta xấu mà mình cứ khen tốt là mình đồng lõa với tội ác à. Mà ta sai mà mình cứ nói người ta tốt cũng là một cái cản trở cho sự phát triển và những giá trị cao quý. Cho nên là khi khen một người nào đó, đó thì theo đạo Phật đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. A, phải nhìn thấy được những giá trị thật, những đóng góp thật của người được mình khen, để biến những người đó về phương diện đó trở thành tấm gương cao quý để mọi người cùng noi theo. Đây là cách xã hội hóa tấm gương tốt và những hành động tốt. Trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca đó là ca ngợi về Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Mười phương Đức Phật thì ca ngợi Đức Phật Thích Ca. Đây chẳng phải là hành động mà các Phật đó là khen nhau, giống như kiểu mà mèo khen mèo dài đuôi, không phải vậy. Vì Đức Phật dạy chúng ta là phải là tự tại trước lời khen và tiếng chê mà. Ở đây các Đức Phật muốn nhắc chúng ta một điều thôi, hễ là chân lý đó thì cái đó nó trở nên cao quý. Và cao quý dù ai có khó tính cỡ nào đi nữa, ở đâu đi nữa cũng đều phải khen tặng. Điều đó là đáng tôn quý, đáng học hỏi, đáng làm gương thôi. Nếu khen ai, chúng ta nên nhớ vấn đề này. B, nếu mình ngửa miệng mà không thể tìm ra được cái điều hay của người khác để tán dương thì ít ra chúng ta cũng nên tùy hỷ công đức vui theo. Chứ phần lớn khi chúng ta nói về người khác là nó nói xấu à, nói cái tốt thì ít nói lắm, mà nói xấu thì dễ, tại vì cái nghiệp xấu đó nó nằm trong não mình nhiều quá, nó đụng một cái là nó bộc phát liền. Nhưng mà cái lò xo mà đụng đúng cái là nó bắn ra liền thôi. Do đó phải tập làm quen với thành công của người khác, hạnh phúc của người khác, thành đạt của người khác, để chúng ta tìm những giá trị cao quý của họ mà tán dương, hoặc nếu không được trực tiếp như thế thì tùy hỷ công đức bày tỏ sự đồng tình. C, khen là cả một nghệ thuật. Khi khen một người nào đó thì đừng khen khi người đó ở một mình, vì cái đó vô ích, nó một mình có ai biết đâu. Khi chê một người nào đó thì đừng bao giờ chê cho tập thể, vì cho tập thể người đó cảm thấy nó xót xa lắm, ức chê lắm, khổ đau lắm, vì quá nhiều người biết đến cái sở đoạn của mình, cái dở của mình. Cho nên chúng ta phải đảo ngược lại, khen á thì phải ở tập thể, mà chê đó thì ở chỗ riêng tư. Và chê đây đó là để góp ý xây dựng cho người ta tốt đẹp hơn. Còn khen á là để cho cái cao quý đó được nhân bản, được lan rộng, được phổ biến, được ảnh hưởng tích cực. Cho nên á, ai chưa từng biết khen người khác thì đừng đánh mất cơ hội đó. Thật là khen muộn còn hơn là không khen ai. Và khi khen đúng, dầu khen kịp thời, khen muộn, đều có những giá trị nhất định của nó. Và hãy học theo lời Phật dạy là khen cái đúng, nhưng mà góp với cái sai một cách khéo léo, thì tác dụng của nó mới thật sự là tốt đẹp cho người được chúng ta quan tâm.